đang vừa tụt lại một nhịp để mà chơi. Tụt lại một nhịp, Trung Giờ đứng sát sàn sạp, xích chân chụp nhau hơn. Trung Giờ đã có giáp bồn, lần này thì sẽ khó dành cho Long. Tỷ số là 1-0 dành cho 2K2, 2 Bà Trưng. Chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay thắng thì đi tiếp ở nhánh thắng, còn thua thì phải xuống nhánh thua chơi. Thua hai lần thì rời giải đấu, cơ hội vẫn có cơ hội để làm lại cho các game thủ, khi mà luật của giải đấu này là dùng luật là đánh nhánh thắng và nhánh thua. Trận đầu đây là Maxi, như bên kia là Hitty, tôi vừa thấy soi hơi nhanh. Maxi và Hitty à, như bên kia là Hit anh em ạ. Max Hit trong trận đầu chạm năm nha mọi người, không phải là loại trực tiếp đâu, mà là đánh nhánh thắng và nhánh thua. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái lịch thi đấu này, thắng thì đi tiếp ở nhánh thắng, còn thua thì xuống nhánh gọi là nhánh trên nhánh dưới, nhưng thực ra gọi cái này chuẩn, nó phải là nhánh thắng và nhánh thua. Trận năm tôi nghĩ là cũng ổn rồi, giải này không có hai cá mốt Bắc Ninh, hai cá mốt Bắc Ninh thì bị cấm thi đấu ở giải này rồi. Một giải đấu dành cho các game thủ 2K tại AOE Việt Nam, nhưng mà hai cá mốt Bắc Ninh thì không được thi đấu, cái này tôi nghĩ là điều rõ ràng thôi. Vì là cho 2K1 Bắc Ninh thi đấu ở giải đấu này thì tự nhiên nó lại khiến cho là cái tỷ lệ vô địch của 2K1 lại quá cao, nên là 2K1 không được thi đấu trong giải đấu này. Nghĩ cũng hợp lý, nào cũng sẽ ở chưa có tiếng game à. Anh em check của mình tiếng game tiếng mic nha. Tay của Hoàng Hữu Long thì được quay trên fanpage AOE 4 mùa và kênh YouTube Việt Nam Game TV. Còn tay của vâng, game thủ 2K2 2 Bà Trưng thì sẽ ở trên fanpage game TV giải đấu với Bình Luận Viên Vi Hồ. Cô voi mượt phết này, Long này tiến bộ lắm ấy. Các bạn nghe bảo Long rất tiến bộ. Lần đấy là nghe nói thôi anh em nhé. Bây giờ quan trọng là màn thể hiện. Cái giải đấu này thì ngoài Long còn có cả Vũ nữa, tức là gió đấy. Chính ra là gió hay là ứng cử viên chức vô địch nhỉ? Sao lại trường nghẹp với Văn Đình trường? Trường nghẹp với Văn Đình, trường nghẹp với năng Văn Đình trường là một bạn ơi. Sai à? Cái lịch này sai à? Trường nghẹp. Trận thứ 5 à? Trận 5 là trận nào nhỉ? Chưa biết lịch nào sai. À, trận 56 à? Thua và thắng à? Phải là thắng mới thua đấy bạn ạ. Chứ không phải là thua thắng đâu. Thua thắng thì nó lại là, nó lại khiến cho là hai cái game thủ cái gì cái nhánh ấy. Thực ra tôi xem nhánh ở trên mạng mà. Xem nhánh ở trên mạng mà. Ý của bác Trung Ba tôi hiểu rồi. Nhưng mà nếu mà như vậy thì nó lại theo cái kiểu là hai game thủ gặp nhau ở loạt đầu lại cái gì nhỉ? Nó theo cái kiểu là hai game thủ đã gặp nhau ở cái vòng đầu này thì sẽ chỉ gặp lại nhau ở trận chung kết. Đấy, kiểu như vậy. Một cái map này quen đấy, map này hôm trước 2K1 đánh rồi ra. Hit ở góc hình như là 9 giờ. Thì map quen đấy. Thấy cái bãi quả đấy tôi mới quen. Không, bên kia như nằm ở góc 10 giờ hay sao. Okay.
Đây. Ý của bác là trận 5 hay trận 6 gì? À thua gặp tháng A. Mấy ông mê đi ai đuổi việc nhá, vốt đuổi việc không? Làm có mỗi cái ảnh mà xài lên xài xuống đây rồi. Đây là phải là thua trận 3 gặp thua trận 4. Ý là sai lịch ở trận thi đấu thứ 6. Còn sang cái trận 9 với trận 10 này thì phải thua trận 8 gặp thắng trận 5, đúng rồi. Và thua trận 7 gặp thắng trận 6, đúng rồi. Sai mất cái từ thắng này, cái thắng trận 3 cái này nó phải là thua trận 3. Nhưng mà chắc là mấy ông media dạo này lương thấp hay sao ấy. Đây là một cách người ta gọi là, nó gọi là cái gì nhỉ, đình công đấy. Chắc là này lương hiếp thấp quá anh em hả? Việc bắt làm thì nhiều mà lương thì thấp, thành ra là anh em nhiều khi ở đây nó cứ thế thôi. Nó cứ bị nhầm ấy, kiểu đạn nó ít thì cứ nhầm. Cái này cũng dễ hiểu cho một bác, đúng không ạ? Cái này tôi hoàn toàn hiểu. Tết thì đến gần rồi mà, Tết với anh em media thì xa tận chân trời, chưa nhìn thấy vâng cái ánh sáng ở nơi cuối đường hầm nào cả. Đúng bên kia nhà góc 10 giờ kìa. Con à, thế mẹ mắng con khóc, con vào đây với bố à. Ừ, con lên đây với bố. Con bị mẹ mắng à. À, con bị mẹ mắng gì đấy. Vào đây để bố lau mũi cho. Đây, đứng lên cái đấy. Nhưng mà đây bố phải làm việc, không phải chơi như này. Tôi nhớ map tốt phết đi nhỉ. Tôi nhớ map tốt phết đấy chứ. Map này trước hình như 2K1 đánh với ông nào rồi ấy. Nhìn cái bãi quả hướng lên trên góc 12 giờ cái bầy hiêu ấy. Đánh 2L. Thì kia thì mic ổn, anh em chat 1 giúp mình nha. Anh em đang theo dõi trận thi đấu này cả trên kênh YouTube Việt Nam Game TV và kênh fanpage AOE 4 mùa. Bên kia đang cố gắng khung nhà phải đi vòng khá xa để cho những con chém này có thể đến được với vị trí của những con đồng dân. Bên phía người cầm Hitty đi vòng rất xa. Không bỏ, khá chủ quan dành cho người cầm Hitty. Nhưng họ cũng đã có bánh xe rồi. Đây là một bài đang muốn khung nhà dành cho 2K3 Hà Nam tức Hoàng Vĩ Lộc. Phải đi vòng anh em ạ, người ta bo là cái mặt tiền rồi. Không ăn được nhiều dân lắm khi mà con chém cũng không có giáp. Còn cái đồ gì ăn không? Quan trọng giờ phải có một cái đồ gì đó ăn thì mới ổn ổn, chứ không có đồ ăn như này chết cơm. Lực như này vâng tham 36 ấy. Lực cực là ổn. Lực vàng cũng đang ổn. Vàng đang hơi yếu, có một bãi quả để ăn hoang. Đôi ba cái ruộng nâng cấp đào vàng. Bên kia chỉ cho một cung R đi dò đường thôi. Khá tỉ mẩn. Một cung R đi dò đường. Bắt được tận cung R hit này thì ngon. Năng hoàng có khi vẩy e kìa. Tốt. Hướng làm rất tốt tới từ Long. Tiếp tục là vẩy e dành cho Long. Chém Max C nó dồn cung R hit rất rát. Thôi về ra ruộng vậy. Gỗ đang hơi yếu. Để ý nhá, vào chém tay phải nhanh lên. Tay phải nhanh dần lên. Cảm giác sóc chưa được đều lắm dành cho Hoàng Hữu Long. Đám nông dân đó có khi là bú luôn thêm cái bãi vàng nữa, còn cho dân ở nhà về cắt dần về mà ra ruộng. Cái bãi này đi tìm ăn hoang đến bao giờ. Vớt gỗ đi.
Bây giờ thì lại là thiếu thực và nhiều vàng quá. May mà cái con chém HC nó lùa, con cung gờ nó cũng nhanh. Đã chỉ vào một cái nó dò và nó chơi cho đến chết luôn. Không lo phải những chuyện là mất quá nhiều thằng đắp tay để mà điều. Nhìn rối mắt quá nhở. Nó đang đánh hơi rối mắt đấy cháu ơi. Bình tĩnh mà chơi. Giờ họ đánh cung gờ hit thì mình đánh 2L rồi, cứ bình tĩnh mà chơi thôi. Tập chung nhiều, đánh chậm lại cho nó chuẩn, cơ cấu ruộng rồi các thứ cho nó chuẩn. Tay nhanh mà nó cứ loạn xạ lên thì nó cũng gọi là chẳng giải quyết được vấn đề gì. Bởi vì là toàn thao tay thừa. Bình tĩnh rồi mà vẽ ruộng, nó ra ruộng. Phải ăn thêm được hai con voi. Bây giờ phải gây áp lực, muốn đánh được cái map này phải gây được áp lực. Cầm độ 4-5 con... 4-5 con chém đi vòng. Vòng từ 9 giờ mà đục lên, hoặc là vòng từ 12 giờ đục xuống nếu người ta hở rừng. Sau này một con cung gờ để ở trong khu vực ruộng chính từ bao giờ ấy này. Không biết cung gờ đi đường nào vào ở giữa trong ruộng chính của Long mà Long không hề biết gì. Hảo rồi, thế thì hảo rồi. Vừa rồi phải giữ được khoanh ruộng ấm ngon đẹp cơ. Chứ để cho người ta lọt vào như thế thì hỏng rồi Long ơi. Và tâm lý đi đánh kiểu vui vui nó khác, mà tâm lý bạn phải đi đánh giải nó khác. Đi đánh giải thì tất nhiên là bạn vẫn còn cơ hội. Nếu như bạn thua trong ngày hôm nay thì bạn vẫn còn cơ hội. Và xuống nhánh thua bạn đánh và bạn có thể quay lại với trận chung kết tổng. Nhưng mà quan trọng là cái vấn đề tâm lý của các bạn trẻ thì thường nó yếu. Đấy là nó rất dễ là dẫn đến cái tình trạng là múa. Bên kia đang đánh khá chuẩn bài. Tách 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 cùng giờ cực kỳ khó thương và cực kỳ khó chịu. Cái này ngay sau khi mà thấy nhà người ta ký nó phải tập trung vào phát triển luôn. Đấy, ra dân ra ruộng, sau đó là cơ cấu nhà thật đẹp. Khi mà bạn đã không thể đục được vào nhà họ sớm rồi thì bắt buộc phải đánh đua. Tầm này thì hơi khó rồi, vì đây là phút thi đấu thứ 20 mấy rưỡi rồi. Bên kia 36 dân, bên mình 34 dân. Tham họ rồi tầm 60. Còn tham của Long chỉ là 44/76. Chế 4 lên xong chưa? Anh em trên cả kênh YouTube nha, anh em có thể chat trên cả hai kênh, nhưng mình đang tập chat ở cả hai kênh luôn. Anh em nào xem ở trên kênh YouTube thì vào kênh Việt Nam Game TV. Xem trên Facebook thì xem ở trên hai fanpage, đó chính là AOE Bốn Mùa và AOE Giải Đấu. Và nghe khá rát dành cho hai cả hai bà Trưng Châu Mạnh. Anh em có gọi vui là Châu Mạnh Hạ. Ôi sao cung giờ hit yếu thế. Đây những con chém 4 của ôi cung giờ hit chết hết kìa. Ảo không. Vâng cung giờ hit chết hết luôn. Con điên rồi. Giờ hit đứng. Vâng giờ hit đứng đẹp như vậy. Vậy các kiểu mà chết hết này. Yêu cầu ban tổ chức giải là kiểm tra lại cái con chém của Maxe nha. Yêu cầu kiểm tra lại ngay con chém của Maxe này như là 200 máu hay sao? Nó ảo à? Bịp. Thì muốn cảm giác cứ bịp bịp. Bây giờ đấy thì đang phải lùi sâu vào phía trong. Muốn đánh trong thế này thì phải tách được 4-5 chém gây áp lực từ 9 giờ lên cơ. Tầm này là bắt đầu đi 4-5 chém gây áp lực được rồi. Tầm đấy tôi tưởng là Long đứt luôn rồi. Tưởng là Hitty người ta sẽ... Vâng, vậy như vậy là người ta sẽ cho con Maxe đứt luôn rồi. Ai ngờ lại không hiểu sao mà đống chém lại chém chết hết cung R nhỉ. Hay là bên kia chưa giáp 4. Thực ra kể cả là giáp 2, nếu họ đứng sát như vậy, họ 7E, tôi nghĩ rằng hay là hình như chỉ tập trung vào 7E mà không tập trung vào điều những con cung R bắn chém đi mà. Kiểu mỗi con cung R bắn một con chém ấy, thế là chém nó cứ sống thôi. Và phải điều là tất cả cung R cùng bắn một con chém. Bắn liên tục. Đấy thì là những con chém nó nằm xuống nhanh. Chứ bạn lại để cho mỗi cung R bắn một con chém quay ra là chả chết cung chém nào cả. Nó quay ra là chết hết cung R. Chắc là chỉ có mỗi kỹ năng tay 7E thôi. Còn kỹ năng điều cung R bắn chém thì lại không có.
nhìn trên màn hình nó bị ảo. Nhiều anh em sẽ không hiểu là ông tại sao đứng đẹp như vậy mà lại vẫn sống nguyên. Những con chém lại sống và lại chém chết hết cục R. Tăng L3 để mà chém dành cho Hoàng Hữu Long. Nhưng mấy ông này tay nhanh thôi, tay nhanh vậy em phải biết các kiểu thôi. Các kỹ năng còn lại nó còn yếu. Đây là một tình huống dùng 3 cung R đi công vàng. Rồi, đòn rồi đấy. Quan trọng là vào có con đường để mà ra không. Quan trọng là vào xong có con đường để mà ra không. Chạy sâu vào trong nào. Con này thiêu được. Con này thiêu được. Còn một cung R đang bắn. Họ đang vẩy e. Cung bên kia lắm giận nhờ. Siêu lắm giận nhỉ. Nhưng mà cơ hội thì vẫn còn cho người cầm Hitty sau khi người ta để mất cái tơn chém đấy rồi. Chưa ăn thua lắm, lọt vào phải ăn được dân cơ, lọt vào cũng chưa chém được nhiều. Tham Mai mới chỉ là 50, nhưng mà với con Maxe như vậy là ổn rồi đấy. Maxe như vậy là tương đối ok la. Tiếp tục là bị công vào vàng. Lắm đang ăn thêm 2 bãi vàng ở phía ngoài. Lượng chém là nhiều. Thế thì 4L. Tần này bên kia bắt đầu hở rừng, có thể khai thác được vào rừng của họ rồi. Đặt thêm một cái BC trong tình huống này tôi đánh giá nó cũng không mang lại nhiều tác dụng quá. Thì ra lại cũng được. Rửa gỗ đập BC xong là thêm tí ti. Lừa lừa bắt được tần này nữa nhá. Bên kia chắc là sau tần mất quân vừa rồi chắc rén lắm rồi. Tăng lượng dân vàng. Khá nhiều ruộng dành cho màu 3 trong trận thi đấu này. Với bộ 3 của 21 à. Tụ 2 kích chém vào. Thật nhanh tụ 2 kích chém vào. Gãy bây giờ. Tụ 2 kích chém vào để bắt cái tên cung R to của họ ấy. Đóng thêm một cái L nữa. Maxe không đầu máu bác ơi. Maxe lại không có đầu máu đấy. Nhất là họ sẽ dí rồi. Vâng, họ vẫn đang đứng quần khá khét trong tình huống này. Tên này thì hơi khó bắt nhỉ. Tên này lòng phải nhiều siêu hay. Mắc chèm. Họ đang vừa túc lại một nhịp để mà chơi. Túc lại một nhịp thì giờ đứng sát sàn sạp xích chừng chừng nhau hơn. Chừng giờ đã có giáp bồn. Tuần này thì sẽ khó dành cho Long. Tỷ số là 1-0 dành cho 2K2 2 Bà Trưng. Khá hay. Trận đầu thế là hay rồi đấy. Trận đầu tôi đánh giá thế là được.